Xin chào các bạn và các thầy cô giáo đã quay trở lại với kênh Trường Học Thân Thiện. Trong video hôm nay, Trường Học Thân Thiện xin hướng dẫn cho quý thầy cô giáo và các bạn cách chúng ta đăng ký tài khoản VoiceGPT và những cái tính năng của nó. Chúng ta biết VoiceGPT là một cái ứng dụng của công ty GPT được phát triển bởi OpenAI để sinh ra cái giọng nói tự nhiên từ văn bản đầu vào. VoiceGPT là sử dụng cái mô hình GPT để tự động tạo ra các câu nói có chất lượng tương đương với giọng nói của con người, và nó có thể sử dụng để tạo ra các cái file âm thanh giọng đọc cho các cái tài liệu văn bản, đọc truyện cho trẻ em, hoặc là phục vụ cho các cái ứng dụng nhận diện giọng nói. Các cái ứng dụng của VoiceGPT cũng đang được phát triển để tạo ra các cái giọng nói với các cái đặc điểm riêng biệt như giọng nói của một con người nổi tiếng hay là ngôn ngữ giọng điệu khác nhau. Chúng ta cũng dùng VoiceGPT cũng để là tạo ra những cái câu trả lời thông minh gần giống như là ChatGPT. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về cách đăng ký tài khoản. Đầu tiên chúng ta mở Google lên và chúng ta nhập cho địa chỉ là VoiceGPT. .us. Rồi, chúng ta bấm Enter. Thì nó sẽ ra cái giao diện, đây là giao diện của VoiceGPT, nó còn giống như cái giao diện của ChatGPT. Chúng ta cũng có thể chuyển sang cái ngôn ngữ tiếng Việt để dễ sử dụng. Máy nào chúng ta không có hiện cái tự động chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt thì chúng ta có thể kích phải chuột và chúng ta xuống cái dòng dịch sang tiếng Việt là nó sẽ chuyển sang tiếng Việt cho chúng ta. Ở đây nó có là chữ đăng nhập. Nếu chúng ta đã có tài khoản rồi thì chúng ta chỉ việc đăng nhập vào và sử dụng. Nếu chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ đăng ký tại cái nút đăng ký này. Và công việc đăng ký này là hoàn toàn miễn phí và không cần chuyển mã vùng, không cần chuyển ID ra nước ngoài, cũng như xác thực số điện thoại của nước ngoài. Chúng ta click vào mục đăng ký. Rồi, chúng ta điền các cái thông tin, đầy đủ các thông tin vào cái bảng nó hiện ra như thế này. Chúng ta điền đầy đủ thông tin, bao gồm họ và tên. Chúng ta điền vào. Địa chỉ email. Chúng ta điền địa chỉ email vào. Số điện thoại. Rồi, mật khẩu. Đây là mật khẩu tài khoản của chúng ta tại VoiceGPT. Chúng ta đã đặt cái mật khẩu cho dễ nhớ. Rồi, cái dòng tiếp theo chúng ta đến lại như cái dòng trên. Và tiếp theo là cái mã mời, nghĩa là khi một người đã đăng ký thành công thì người ta sẽ có được cái mã này và người ta mời mình sử dụng. Thì ở đây các thầy cô và các bạn nhập cái số này cho mình. Rồi tiếp theo chúng ta click vào là tôi không phải là người máy. Rồi chúng ta click vào đăng ký. Như vậy là xong, chúng ta đã đăng ký được xong cái tài khoản VoiceGPT. Và bây giờ chúng ta đăng nhập lại để sử dụng thôi. Như vậy đây là giao diện của trang VoiceGPT và nó giống như cái giao diện của trang ChatGPT. Ở đây nó có được cái lợi thế hơn là nó dùng giọng nói. Chúng ta có thể nhập bằng giọng nói và chúng ta khi nhập xong rồi là cái kết quả trả lời thì chúng ta có thể là dùng được cái âm thanh từ VoiceGPT. Chúng ta thử dùng. Ở đây chúng ta thấy này, nếu mà ở đây ngôn ngữ mà tiếng Anh thì chúng ta có thể chuyển sang tiếng Việt. Ở đây là đang tiếng Việt rồi. Đấy, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn. Chúng ta chuyển tiếng Việt để được sử dụng.
chúng ta vào trò chuyện mới. Ví dụ như mình hỏi chính nó, Voice GPT là gì? Thôi bằng chữ cũng được. Đó, thì nó sẽ nhanh chóng trả lời cho chúng ta. Voice GPT là một công cụ trí tuệ nhân tạo AI được sử dụng để tự động sinh ra câu trả lời dựa trên đầu vào của người dùng. Nó được xây dựng trên cái kiến trúc của GPT và có thể được sử dụng để trả lời các cái câu hỏi, tạo ra các cái mô tả, viết các cái văn bản và nhiều thứ khác. Đó. Bây giờ chúng ta có thể nghe cái file này, nghe cái câu trả lời của nó. Voice GPT là một công cụ trí tuệ nhân tạo AI dùng để tự động sinh câu trả lời dựa trên input đầu vào của người dùng. Nó được xây dựng dựa trên kiến trúc GPT, Generative Pre-trained Transformer, và có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi, tạo ra các mô tả, viết các văn bản và nhiều thứ khác nữa. Đó, như vậy thì chúng ta thấy là nó tiện ích cho chúng ta dễ sử dụng, không phải đăng ký cái tài khoản tốn phí, cũng như là không cần xác thực cái số điện thoại ở nước ngoài, cũng như là chuyển cái mã ID sang nước ngoài. Tài khoản này thì hoàn toàn là miễn phí. Bây giờ chúng ta thử test nó một số việc. Bạn hãy cho biết nước Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành. Rồi chúng ta bấm gửi. Đây, nó trả lời nè. Đến tháng 9 năm 2021, Việt Nam có tổng cộng 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Bây giờ mình hỏi tiếp là có bao nhiêu tỉnh thuộc miền Trung? Có bao nhiêu tỉnh thuộc miền Trung? Như vậy thì nó sẽ trả lời là miền Trung Việt Nam có tổng cộng là 14 tỉnh thành, bao gồm Thanh Hóa đến Bình Thuận. Như vậy hoàn toàn chính xác. Bây giờ chúng ta thử cho nó làm thơ thử nha. Hãy viết, hãy làm giúp tôi một bài thơ lục bát. Đây, nó làm này. Dưới ánh bình minh tươi rực rỡ, nắng vàng óng ánh, cỏ xanh mơ màng. Cùng đường về đến trường tỉnh ngộ, hai bàn chân cứ bước thật đều. Ghi bài tập trên đôi tay vầng trán, lắng nghe bài giảng, lặng nhớ thầy cô. Càng học càng thấy tri thức bao la, giờ đây tuổi trẻ chắc sẽ vững bước. Kỷ niệm học trò sao xuyến lòng, nụ cười thân quen trên môi hồn nhiên. Thời gian trôi đi kỷ niệm không mất, ngày xưa hạnh phúc luôn trong tâm. Tuổi học trò từng khoảnh khắc đẹp sẽ mãi mãi là ký ức vui tươi. Đời qua thế nào, trong trái tim ta ký ức ngày còn học sẽ mãi giữa lòng. Rồi bây giờ mình thử cho nó hướng dẫn để nó gợi ý làm một cái bài thi viết thư UberU với cái chủ đề năm nay. Thử nha, gợi ý thử vào cái cuộc trò chuyện mới để nó giúp thử. Hãy viết một bài văn 1.000 từ về chủ đề sale 200. Mình dán cái chủ đề của năm nay vào. Rồi mình gửi để thử nó viết như thế nào, hướng dẫn viết như thế nào. Người bạn của bạn. Đây, cái bài văn nào viết này, tương đối dài. Đến hôm nay, tôi đã tưởng tượng mình là một siêu anh hùng với sứ mệnh rất quan trọng, làm cho mọi con đường thế giới an toàn hơn cho trẻ em. Tôi có như thế nào? Bằng cách sử dụng sức mạnh siêu phàm của mình, tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể giúp đỡ hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới. Dưới đây là một lá thư của tôi viết cho những người mà tôi chọn để chia sẻ về sức mạnh và sứ mệnh của mình.
Chào bạn, tôi hy vọng lá thư này sẽ đến với bạn một cách an toàn và khỏe mạnh. Tôi viết thư này với một người đam mê cuồng nhiệt từ tâm hồn để chia sẻ với bạn về sứ mệnh hoàn hảo mà tôi đã được giao phó giúp đỡ các trẻ em trên toàn thế giới, nhưng không giống như những siêu anh hùng truyền kỳ mà bạn thường thấy trên phim ảnh. Tôi không được sinh ra với những khả năng kỳ diệu, thay vào đó tôi có một sức mạnh siêu phàm, sức mạnh từ trái tim. Sức mạnh của tôi bắt đầu từ cái đam mê trong trái tim tôi. Tôi vui mừng và tràn đầy nhiệt huyết khi thấy bọn trẻ cười đùa và tận hưởng cuộc sống của mình. Nhưng tương tự, tôi cũng thấy lòng đau và buồn bã khi nhìn những đứa trẻ thơ đi trên những con đường không an toàn, nơi không có chỗ để đùa nghịch và những cuộc sống đầy khó khăn. Từ đó, tôi quyết định sử dụng sức mạnh của mình, khao khát nhiệt huyết và bản lĩnh của một siêu anh hùng để giúp đỡ các trẻ em trên toàn thế giới. Nhiều người sẽ nghĩ rằng một người bình thường như tôi làm sao có thể giúp đỡ các em trẻ em trên toàn thế giới được. Nhưng đó không phải là sự thật. Tôi đã công nhận rằng sức mạnh của tôi không liên quan đến khả năng vật lý của tôi, mà nó đến từ lòng nhiệt huyết và khát khao của tôi để hỗ trợ cho các em, làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Rất là dài. Như vậy chúng ta dùng những cái bài văn được tạo ra từ VoiceGPT để gợi ý hướng dẫn cho các học sinh có thể là viết thư chủ đề của năm nay. Đó là một cái ví dụ để chúng ta ứng dụng thực hiện. Hãy ra giúp tôi một đề kiểm tra môn toán lớp 5 gồm 7 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Chúng ta thử xem nó có ra được cái đề giúp cho chúng ta hay không. Rồi, như vậy thì nó đã ra này, phần trắc nghiệm, phần tự luận. Đây là một đề kiểm tra môn toán lớp 5, bao gồm 7 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Phần trắc nghiệm, tính giá trị của biểu thức. Rồi, 1 hộp kẹo có 32 viên kẹo, Mai đã ăn được 4 viên. Hỏi còn lại bao nhiêu viên kẹo? Và đây là các cái đáp án. Đó, 7 câu này, 1 tới 7 này. Và phần tự luận, hình tròn có bán kính bằng 7cm, hãy tính chu vi và diện tích của hình tròn đó. Rồi, câu 2 là tìm kiếm hai số có tổng bằng 65 và hiệu bằng 13. Đó, đây là một cái đề, nó có thể ra đề giúp chúng ta. Đó. Như vậy thì so với ChatGPT thì VoiceGPT cũng có những cái khả năng về trả lời các câu hỏi và giúp cho chúng ta tham khảo các cái vấn đề để phục vụ cho công việc trong quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ công việc của mình. Nó rất là hữu ích. Và đặc biệt ở đây là nó có cái phần đọc. Phần đọc. Đây. Đó, dưới đọc ánh bình minh tươi rực rỡ, nắng vàng óng ánh, cỏ xanh mơ màng. Đó. Cùng đường về đến trường tỉnh ngộ, hai bàn chân cứ bước thật đều. Ghi bài tập trên đôi tay vầng trán. Rồi, ví dụ như viết thư Uber U này. Đó. Rằng tôi sẽ có thể giúp đỡ hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới. Dưới đây là một lá thư của tôi viết đến những người mà tôi chọn để chia sẻ về sức mạnh của mình và sứ mệnh của mình. Chào bạn, tôi hy vọng lá thư này đến được với bạn một cách an toàn và khỏe mạnh. Tôi viết thư này với một đam mê mãnh liệt từ tâm hồn để chia sẻ với bạn về sứ mệnh hoàn hảo mà tôi đã được giao phó giúp đỡ các trẻ em trên toàn thế giới. Vậy như vậy thì chúng ta đã được hướng dẫn về cách đăng ký tài khoản miễn phí tại VoiceGPT đã giúp cho chúng ta có được cái sự hỗ trợ đắc lực từ công nghệ AI. Và chúng ta có thể là nhờ cái VoiceGPT hỗ trợ cho chúng ta một số câu hỏi thường gặp trong quá trình công tác của mình. Chúc các thầy cô đăng ký thành công và vận dụng tốt vào trong công việc. Xin chào các thầy cô và các bạn. Hẹn gặp lại các thầy cô và các bạn trong các video sau.